Nhưng là hôm nay tôi rất tâm cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng ta có cơ hội một nơi ấm cúng vinh đại thiên đường, có cơ hội tương học để phát triển tâm linh hướng thượng cầu nguyện hòa bình trong dịp. Mọi người đều cố gắng không cần tiết lên tiền bạc thì giờ, nhưng cần sự hòa bình cho nhân loại. Cho nên chúng ta thành tâm trong giây phút thiêng liêng hướng thượng cầu xin chư Phật ban chiếu ân độ cho tất cả toàn thế giới an ổn, thiên cơ bớt kích động trên mặt đất quan nhiệt để tai hại sanh linh không ít. Sự đau khổ đó chúng ta không có thể nhìn thấy hiểu được, và chúng ta không có đóng góp để xây dựng. Cho nên chúng ta nên lên lên tu thiền, gom gọn thực chất của chính mình, thanh quan trường tồn bất diệt, để hóa giải tất cả nạn tai của chính tâm thân và tất cả người thanh quan hợp tác trong sự cứu độ của Thượng Đế là ân ban cho nhân loại. Chỉ chờ nhân loại thức tâm và nhận lấy sự thanh bình trong nội thức và khai triển từng phút. Mỗi gia đình đều có sự thương yêu, mỗi khối óc đều có sự mến yêu, con đường tiến hóa không ngừng nghỉ và chính chúng ta phải đi. Nhưng vì sự bận rộn của cuộc đời, ta mất đi rất nhiều thời giờ. Ngày hôm nay chúng ta tu thiền thức giác. Mỗi khi các bạn ngồi thiền nhắm mắt rồi, các bạn cũng mê mê và nó đứng rút cái đầu của các bạn đi. Đó là sự thắng đốt vô sanh bất diệt để cứu độ tất cả những nơi ô trực được quá giải khi trở ác độc. Nhưng mà chúng ta có tâm tu đồng tiến thì khu vực tất cũng phải giải tỏa thích hợp. Cho nên thời giờ các bạn chung thiền là thời giờ rất quý báu trong thành tâm quá giải, vì chúng ta đã hiểu rõ rồi phần hồn của chúng ta không phải ở đây có thể chế ra được. Thì tam thập tiên, tam thiên giáng lâm xuống thế gian, bây giờ chúng ta phải hiểu rõ con đường chúng ta trở về, không còn sự mê chấp nữa, không còn ôm ấp của ngoại cảnh nữa, thì chúng ta mới thật sự cứu mình và ảnh hưởng cả điều mà thế khác ở cõi khác. Cả các cõi cũng đều cần sự tiến hóa đó. Nhiều cõi phải luôn hồi trở lại thế gian, đâm đầu xuống thế gian tranh chấp, rồi đâm đầu xuống địa ngục thức tâm mới chịu trở về, mới nghe những lời thanh nhẹ thanh hoa. Không phải nói riêng đi ngô hợp khói ấp con người, vạn linh cả càn khôn vũ trụ cũng đồng phải giữ thính để nghe và tiến qua cái kỳ kỳ. Không thì nó tạo thành một cái thiên cơ nguy biến cho nhân sinh. Cho nên chúng ta làm một điều rất có ý nghĩa. Các bạn về đây làm một việc rất có ý nghĩa. Sau những một thời gian tu thiền, giải quyết được tất cả những cái nạn trong nội tâm của chúng ta, đưa lại sự hòa bình cho tâm thức lần lần, mới công hiến cho nhân loại ở tương lai. Một triệu mười, mười triệu trăm, trăm triệu ngàn, ngàn triệu vạn, rồi rất rồi đây rồi. Họ sẽ biết con người sống trong điện năng, sống động hiện tại, nhưng quên đi hướng ngoại, dồn cục về sự tranh chấp, cho nên sanh ra giặc giả, đau khổ. Con người không có tiến thân được, khối óc không có mở được. Mỗi người đều mang khối óc tinh vi vô cùng. Ngày hôm nay vật chất nhờ khối óc mà thể hiện ra những máy móc chúng ta được sử dụng. Nhưng mà cái đó do đâu có? Khối óc con người làm ra. Tất cả những tinh vi các bạn kỳ du hành tự thích kỳ nhì này các bạn cũng thấy rõ rồi. Chúng ta đi từ xa mà rút ngắn lại, bây giờ chúng ta đang thấy cũng có gì cũng vậy đó thôi. Nhưng mà cái kỳ công giai đoạn đó nó tiến qua từ từ vật chất mà nó còn tiến được. Cái khối óc của chúng ta nó nhẹ vậy, tại sao chúng ta không tiến về trong cõi là thanh tịnh? Sẵn có vốn sẵn, quê hương chúng ta là nơi thanh tịnh, cái quê hương chúng ta không phải là nơi tranh giành. Cho nên chúng ta tu cái pháp thiền này là trở lại thanh tịnh, khai thông khối óc, khai thông ngũ tạng,
cứ trực lưu thanh thì nó lưu về thanh tịnh, cái đó tự nhiên các bạn cứ dày công có bao nhiêu đó làm rồi tự nhiên các bạn thanh tịnh lên. Chúng ta tin cái đường đi chúng ta bị rớt xuống bùn rồi, chúng ta phải giải bùn, tiến tới thanh nhẹ. Cho nên những người tu có công tu, óc sẽ sáng, trí sẽ mở, tâm sẽ yên ổn, việc làm của chúng ta lúc nào cũng hợp thờ và đứng đắn. Cho nên ý nguyện chúng ta rất có giá trị. Những người tu vô vi thực hành đứng đắn, chư Phật ban chiếu giúp đỡ. Không phải là giúp đỡ cho các bạn thấy này thấy kia thế nọ, thấy tiền thế bạc, không phải. Cái chuyên lành đến với các bạn. Nhiều người đến đây không đủ tiền bạc, không nhắm, không có thể đến, không cơ duyên, nhưng mà họ cũng đến được vì họ tâm thành đến mà lo tu. Tiền của do tâm thành mà có, mọi người nhìn nhận mà có, thì duyên điển nó khai mở thì cũng tương hội như vậy. Chúng ta tu ở đây chúng thanh nhẹ hưởng tiền của ông trời, mở ấp lên chi chúng ta thông minh. Tất cả anh bạn đạo khắp năm châu đang tu thiền cũng hướng thượng được hướng về chúng ta, trong đó là cảm hưởng hòa bình của mọi người, đem cho phân giải tất cả vô hữu tình. Biết làm việc chứ không phải ngu si như chúng ta. Nếu chúng ta thành tâm thì chư tiên Phật sẽ làm việc tốt đẹp cho chúng ta, mắt thấy tai nghe, và chúng ta sẽ cảm hưởng một hòa bình tốt đẹp ở tương lai. Cho nên hôm nay chúng ta về đây vui vẻ tâm thức mọi người đã và đang làm việc trong ba ngày đại hội, đang đầy ý nghĩa, thương yêu và xây dựng. Chúng ta là con người đang sống trong sự linh động trong cơ tạng, là điện năng sẵn có, và tâm thức cho chúng ta bằng lòng trở về với thanh tịnh. Chúng ta là người đi xe hai bánh để giúp đỡ những người bơ vơ. Đó là tâm thức cho chúng ta. Giúp cái gì? Giúp cái Phật thanh quan chuyển hóa cho tất cả mọi người. Chúng ta tin nơi Phật thì Phật sẽ làm việc đó, tin nơi trời, trời sẽ làm việc đó. Chúng ta có của cải vô cùng tận, mọi người đều có một khối óc thông minh rõ ràng, không có thiếu cái gì hết. Không nên hướng ngoại mà theo những hình tượng thua óc chúng ta. Óc chúng ta là sáng và sống động, chúng ta phải khai triển lĩnh vực sáng và sống động nó để tiến hóa. Tâm thân chúng ta mới được yên ổn. Hoàn cảnh nào kích động chúng ta vẫn qua, có bao giờ bị trì trệ nữa. Cho nên các bạn trong giờ thiền, Cung Văn Thư đã nói rồi, cảm thấy lực điểm của các bạn thế nào, đi rất nhẹ trong giờ phút ta thiền. Chúng ta nhẹ chúng ta mới nhập định được. Khi mà thiền định, thiền là phải định, định rồi chúng ta mới xuất. Thì lúc đó tham tiến hóa theo định lực xa rời trong thân tâm cẩn mật. Cho nên các bạn về đây vui trong ngày đầu năm, tôi xin tuyên bố khai mạc và tất cả các bạn sẽ chung vui. Rồi đây chúng ta sẽ chung thiền trong vài ngày nữa để đóng góp, rồi các bạn sẽ thấy tình trạng thay đổi rõ ràng. Ngay khí trời cũng thay đổi, trước giờ thiền và sau giờ thiền các bạn thấy ánh sáng hơn khác. Không phải một mình chúng ta làm việc, tất cả thiên cơ đang biến chuyển cho chư Phật chư tiên cứu độ cứu nạn tại mặt đất. Bây giờ chúng ta có duyên và có trình độ tu học và có tâm muốn tiến, chúng ta có dịp hướng chư Phật trao đổi và xây dựng chư Phật, và chúng ta dấy lấy giữ lấy sự thanh tịnh để tiến qua. Từ đây về sau sự các bạn đã hiểu rõ thanh tịnh là cái vốn căn bản của các bạn sẽ có cái vốn vô cùng phát triển. Dẫn nơi đó là tiến thân. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn.